Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Sống Để Hạnh Phúc ngày hôm nay. Thưa quý vị, cùng một kiếp người, nhưng có người thì luôn gặp may mắn thuận lợi, được mọi người yêu quý và nể trọng, sống cuộc đời đủ đầy hạnh phúc. Lại có người long đong lận đận, làm gì cũng gặp trắc trở, gặp tai ương, sống cuộc đời bất hạnh khổ sở. Trên thực tế, những người có ít phúc khí hay gặp tai ương là do chính những thói quen việc làm, hành động hàng ngày của họ mà ra. Họ than thở nhiều hơn là cố gắng. Họ để tâm tới việc của người khác hơn là việc của mình, và còn làm nhiều điều vô thưởng vô phạt khác. Đó là đặc điểm bộc lộ ra bên ngoài của họ. Và đương nhiên, chúng ta đều cần phải tránh, nếu không sẽ có cuộc đời giống như họ vậy. Hãy cùng theo dõi ngày sau đây và hãy chiêm nghiệm thay đổi tư duy, hành động của mình ngay từ ngày hôm nay trước khi quá muộn. Mời quý vị cùng theo dõi. Người phúc mỏng thường lộ rõ 5 đặc điểm này. Cả đời gặm nhấm bi kịch. 1. Người hay than thở, hay oán trách. Trong cuộc sống, có nhiều người gặp khó khăn thì vui vẻ đối mặt, tìm hướng giải quyết. Nhưng có nhiều người thì lại luôn oán trách trời đất bất công, than thở rằng bản thân không bằng người khác. Những người có cách nhìn nhận mọi việc tiêu cực như vậy sẽ khiến mọi việc càng thêm bế tắc, càng thêm khó khăn, vô tình làm tiêu hao phúc khí của chính bản thân mình. Những lời than thở, oán trách đó cũng như một bệnh truyền nhiễm, khiến mọi người xung quanh lâu ngày nhiễm phải, rồi dần dần cũng trở nên tiêu cực, bi quan trong mọi việc. Những người hay than thở, oán trách sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh mà chính họ cũng không hề hay biết. Những người hay than thở, oán trách cũng là những người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, lúc nào cũng lo rằng bản thân thiệt thòi hơn người, sống ích kỷ, không biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Người như vậy tuyệt nhiên không xứng đáng được hưởng phúc báo hay những điều tốt đẹp. 2. Những người cay nghiệt trong lời nói và hành động. Người phúc mỏng thường dùng lời lẽ cay nghiệt. Họ đối xử với mọi người rất vô tình, nghiêm khắc quá mức, vì vậy phúc khí càng ít đi. Đối với người cay nghiệt, rất khó có việc gì vừa ý họ, khó có ai khiến họ thấy vừa lòng. Người cay nghiệt luôn cầu toàn, dùng tiêu chuẩn hoàn hảo để yêu cầu người khác. Một khi họ cảm thấy tiêu chuẩn của người khác có sự cách biệt, liền xem đó như cái gai trong mắt của họ. Có một ông chủ, chỉ trong 2 năm, đã thay đổi người làm đến 2-3 lần, nhưng ông ta vẫn chẳng thấy hài lòng. Ông luôn than thở, sao tôi tìm mãi mà không thấy được một người khiến tôi vừa ý vậy. Ở đời chẳng có ai hoàn mỹ cả, và nếu quả thật trên đời này có người thập toàn thập mỹ thì cũng chẳng tới lượt ông ấy làm chủ. Kết quả, chẳng có ai muốn làm việc dưới quyền của ông, thuộc hạ của ông trốn như chuột trốn mèo, không muốn gặp mặt. Người cay nghiệt, ngôn ngữ cũng rất chua ngoa, hay phê bình người khác, không dùng tình cảm để đối đãi, không cho người khác chút thể diện, thường khiến họ bị bẽ mặt. Người cay nghiệt luôn coi mình là trung tâm, không biết suy nghĩ cho người khác. Và trên đời này, nếu bạn không biết suy nghĩ cho đối phương, không vì người khác mà hành động, thì sao có thể đòi hỏi người khác phải suy nghĩ cho mình đây? Nếu như vậy, bạn bè thật lòng với mình sẽ bỏ đi hết, phúc khí rồi cũng sẽ đi theo. 3. Quá bận tâm với suy nghĩ của người khác. Một người quan tâm nhiều tới cảm xúc của những người xung quanh thường có xu hướng ôm nỗi sợ hãi trước khi làm một việc gì đó. Họ sợ mình làm sai, sợ người khác không vui, sợ người khác hiểu nhầm. Bị dao động quá nhiều bởi những ý kiến xung quanh, họ sẽ phải hoảng hốt không ít lần nếu có ai đó tiếp tục nói rằng họ chưa làm tốt. Thiếu kiên định trong cuộc sống đôi khi sẽ đem đến thất bại, hối tiếc cả đời, tước bỏ sự may mắn và phúc khí của người đó. Quá bận tâm nhiều đến những ý kiến của người, lâu dần bạn sẽ đánh mất chính mình và chạy theo cảm xúc của người ta. Mỗi người là một cá thể độc lập, có tư duy riêng biệt. Vì vậy,
Cuộc sống của những người này sẽ bị phụ thuộc vào niềm vui, vào nỗi buồn của những người xung quanh. Tuyệt nhiên, không có không gian sống của riêng mình. 4. Hay khoe khoang, tỏ ra thông minh. Người thích khoe khoang sự thông minh của mình thường lại là người thấp kém, hay dùng ngôn từ hoa mỹ nhưng lại là người kém phúc vận. Người hay khoe khoang rằng mình thông minh thường đi so sánh bản thân với những người khác để thể hiện mình tài trí hơn người, từ đó muốn người khác phải nghe theo. Đây là cách đem tài năng biến thành công cụ để tranh giành danh lợi. Chúng ta biết rõ, tài năng của một người ngoài sự nỗ lực của bản thân còn được quyết định bởi yếu tố thiên phú. Ông trời ban cho bạn tài văn chương là muốn bạn đem tài năng này phục vụ cho đại chúng, không phải để bạn khoe khoang. Những tài năng mà cá nhân bạn có được thì cần phải nâng cao, tu dưỡng nhằm phục vụ cho bản thân, biến mình thành người có tri thức, có tấm lòng yêu thương nhân loại, có ý thức trách nhiệm. Có như vậy, tài năng của bạn sẽ được mọi người chấp nhận, phúc khí mới đến với bạn. Chỉ có ngôn từ hoa mỹ thì chưa đủ, bạn cần phải hành động. Mấu chốt nằm ở chỗ bạn có hành động thực tế hay không. Đệ tử của Khổng Tử là Tể Dư ngủ trưa giữa ban ngày, lãng phí thời gian quý báu. Khổng Tử thở dài và nói rằng: thật sự là gỗ mục không thể khắc, bùn nhão không đắp thành tường. Trước kia ta nghe một người nói, ta liền tin tưởng ngay. Hiện tại ta nghe một người nói, ta cần quan sát hành vi của người đó trước. Một người nói chuyện rất hay, tài văn chương lại nổi bật. Nếu như không có hành động thực tế, thì người này chỉ là lý thuyết suông, nói lời sáo rỗng. Trong thời gian dài, sẽ không còn ai tin tưởng, phúc khí rồi cũng sẽ rời xa. Bất cứ chuyện gì, xét đến cùng nên vì mọi người, vì mục đích phục vụ đại chúng. Chỉ có phục vụ người khác, được mọi người yêu mến, sự nghiệp mới có thể thăng tiến, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, phúc khí mới có thể được tích lũy dài lâu. 5. Quá hiền lành. Những người quá hiền lành luôn cam lòng với vị trí thua cuộc. Họ không cãi nhau với người khác mà im lặng chấp nhận. Khi bị bắt nạt, họ chịu đựng. Khi bị dụ dỗ, họ dễ gật đầu chấp nhận. Thế nên trong cuộc sống, họ thường chịu cảnh thua thiệt, đánh mất phúc phần và những thứ tốt đẹp, đáng lẽ thuộc về mình. Hiền lành không phải là một đức tính xấu, nhưng quá hiền lành lại dẫn đến việc bạn không có nguyên tắc sống, không có cá tính của riêng mình. Có thể bạn biết cách tử tế, nhưng bạn không được yếu đuối. Có thể bạn hiểu sự khoan dung, nhưng đôi khi không nên dễ dàng tha thứ. Đó mới là chân lý cuộc sống. Con người chúng ta không nên sống mà quá mệt mỏi. Sống quá mệt mỏi chẳng khác gì bắt bản thân mình phải chịu thiệt thòi cả. Nghĩ quá nhiều chẳng khác gì bắt bản thân mình phải chịu tội. Con người sống trên đời chỉ có một lần. Tâm hồn cần được ươm cho thật đẹp, nụ cười phải được làm cho thật tươi. Đừng sống với sự mệt mỏi và tiều tụy. Như vậy là chúng ta đang sống có lỗi với bản thân rất nhiều. Hãy sống thật vui vẻ mỗi ngày. Tập cho mình thói quen sống lành mạnh. Đừng phạm phải những cách sống tiêu cực dưới đây. 1. Đổ lỗi cho mọi người, dù đó là lỗi của mình. Thường mọi lỗi lầm đều không xuất phát từ một phía. Sự thật là mọi vấn đề đều liên đới đến tất cả những ai trong cuộc, không trừ cả bạn. Vậy nên sẽ công bằng hơn nếu thừa nhận rằng không phải chính họ làm cho cuộc đời bạn trở nên khốn khổ và đau đớn như vậy. Với một người chịu mở lòng và lạc quan, họ sẽ cố gắng hết sức để giúp mình đưa mình thoát khỏi vũng lầy và khắc phục những lỗi sai từ phía mình để cứu lấy chính bản thân mình, tìm về hạnh phúc và bình yên. Nhưng một người xấu tính thì sẽ đinh ninh rằng mọi lỗi lầm là do người khác gây ra và mình chỉ là người bị hại sau tất cả. Hãy thay đổi bằng cách ngẫm nghĩ về những điều đang xảy ra với bạn và đánh giá vai trò của bản thân trong đó. Hãy luôn hình dung trong đầu bạn về cách bạn sẽ làm
để thay đổi tình huống xấu đó mà không tiếp tục đổ lỗi hay phàn nàn về bất kỳ ai. 2. Muốn được nhận nhiều hơn là cho. Chẳng ai sống trên đời này chỉ biết mỗi riêng mình. Chúng ta tồn tại và giúp đỡ nhau để mọi người cùng phát triển. Những lúc khó khăn, bạn thường nhận được sự giúp đỡ của mọi người và xem chuyện đó khá hiển nhiên. Nhưng khi một trong số họ gặp rắc rối, bạn có sẵn lòng đưa tay giúp đỡ hay lảng tránh và nghĩ mình sẽ giúp họ sau, như một sự bù đắp khác. Nhưng ngay tại chính thời điểm lưỡng lự giúp đỡ đó, bạn đã tạo cái nhìn khác cho người ngoài về mình và rất khó trông cậy vào sự giúp đỡ từ họ những lần sau. Hãy thay đổi bằng cách nghĩ về những người trong đời bạn có cuộc sống không may mắn, đang trong thời điểm khó khăn, hoạn nạn. Nếu như không thể giúp họ ngay được, hãy an ủi và động viên tinh thần cho họ và hết lòng giúp đỡ trong mức có khả năng của mình. Như vậy sẽ tốt hơn là chỉ đứng yên và nhìn họ bất lực trong việc tìm lối thoát cho khó khăn của mình. 3. Bạn không chấp nhận từ bỏ. Thật khó để có thể quên đi mọi chuyện sau khi bạn bị tổn thương hoặc bị ai đó mình tin tưởng làm cho thất vọng. Mặc dù rồi sẽ đến lúc bạn vượt qua hết tất cả mọi chuyện và trở về với con người hạnh phúc khi xưa. Nếu việc cắt đứt mối quan hệ với những người làm bạn tổn thương là điều quá khó với bạn, hoặc bạn kiên quyết giữ mối hận trong lòng, mọi người xung quanh sẽ khó mà giúp đỡ và hỗ trợ bạn. Đó là do bạn chưa mở lòng và cứ mãi để tâm đến những chuyện không hay. Nếu đã sẵn sàng vượt qua và sang trang cho cuộc đời, hãy thôi liên lạc và nhắc lại những câu chuyện ngày xưa họ từng đối xử với bạn ra sao. Hãy thay đổi bằng cách chấp nhận lời xin lỗi chân thành và học cách tha thứ. Đừng tạo thêm phiền muộn cho mình bởi những ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Bạn có thể tìm cho mình một sở thích mới, kết thêm nhiều bạn mới, trò chuyện với họ về những điều tích cực trong cuộc sống để khuây khỏa tinh thần. Mới đầu sẽ chẳng dễ dàng đâu, nhưng hãy cố gắng từng chút. Một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra mình trưởng thành hơn như thế nào